tung tăng về Dương Quốc. Rồi. Gia đình hùng tâm xuống đất Tam Bình. Mơ với. Không. Mimi nhỏ quá. Con có động Mimi nhỏ quá rồi. Đây Mimi tắm nắng nha. Tắm nắng hả? Cho Mimi khỏi bệnh ha. Không, con thích con nào? Con màu vàng vàng. Hai con gà vàng vàng á hả? Sờ đi Mimi, sờ đi. Sờ đó, sờ tao như cô nè. Sờ đó. Giữ chặt bạn. Wow, đã quá ta. Nhỏ quá. Con cầm đây nè. Con cho Mimi được không? Được, con đi cho Mimi đi cầu tuột đi. Con có anh em Mimi nè. Em Mimi trong nhỏ hả? Em Mimi được bao nhiêu tuổi rồi? 2 trừ rưỡi. 2 tuổi rưỡi. 2 trừ rưỡi đúng không? Đúng rồi. Con có tụ xuống không? Con đi xuống đi. Con cho Mimi. À, con cho Mimi đi nhé. Đúng rồi. Rồi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mimi vui không? Mimi nó vui. Vậy hả? Mimi nó tự nữa không? Nữa. Nữa hả? Rồi, vậy thì nữa. Rồi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow. Sao hết nè? Đâu có gì đâu bà. Đừng bắt mà. Mimi, đừng bắt mà. Mimi đâu bây giờ? Đụng nhẹ nhẹ cho. Nó đau sao đúng không Mimi hả? Mình đang muốn trời á. Mio phải bảo vệ Mimi nha. Chân của mày nè. Nó ngồi xuống. Mẹ ba sao nó không ngủ xuống vậy? Gà là không có ngồi xuống con. Như là Mimi đói rồi đó. Dạ. Mình đem Mimi lên trên để kiếm đồ ăn cho Mimi. Rồi, cho bước lên tay đi. Rồi vô nhẹ nhẹ thôi. Đem kiếm đồ ăn cho Mimi nha. Mio kiếm đồ ăn cho Mimi đi. Rong biển được không? Rong biển hả? Rong biển Mimi ăn được không? Phải không? Được mà. Được mà Mimi ăn được rong biển. Ôi, được lắm. Lớn quá Mimi ăn đâu được. Miệng Mimi nhỏ xíu xíu. Phía nhỏ. Chưa đâu ăn đâu. Ngửi thử á. Thấy chưa? Đâu có thèm ăn. Lấy bánh mì nhỏ thử xem. Đó, thử xem. Con nghĩ là cái này con thường ăn, Mimi có ăn không? Có. Nó ăn luôn. Nó không đâu ăn đâu. Thế thường ngày Mio thường ăn hay ăn gì nè? Trứng. Gà đâu ăn trứng. Thường ngày mẹ làm cho Mio cái gì ăn nè? Mio hả? Ừ. Thịt bò. Trứng. Thịt ăn với cái gì? Cơm. Yes. Ăn cơm. Vậy ba làm thử nha. Giờ ba sẽ làm một cái món này, có thể Mimi có ăn không nha. Con canh chừng Mimi đi. Mimi ơi! Mimi ơi! Mimi! 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 Mimi!
nó xỉu quá. Bà biết rồi, bà đang làm nè, coi thử Mimi ăn không nè. Mimi coi nè, Mimi. Cơm này. Đố mì đó là gì? Cơm. Hạt gạo. Hạt gạo. Gạo mình nấu thành cơm, được mấy chưa? Mới là gạo thôi. Thích không? Thích chưa? Mì. Sao nó không nhai hả? Hả? Sao nó không nhai? Gà không có nhai. Con vịt cũng không nhai luôn. Giờ nè, bà chỉ mì vô nè. Rồi, để sát xuống cho Mimi ăn nè. Mimi ăn đi con. Nè. Đây nè. Mimi. Nè. Chưa? Yeah! Mimi còn nhỏ cho nên dễ bị lạnh lắm. Mình phải làm một cái nhà cho Mimi ở. Con thấy làm sao? Được không? Được. Bây giờ con bắt Mimi vô, bỏ cho trong cái lồng kia đỡ đi. Rồi mình làm cái nhà cho Mimi. Thế Mimi cũng nghĩ là Mio nên trải nghiệm cái việc là chăm sóc một con vật nuôi như thế nào trong nhà, tiếp xúc với những con vật như vậy. Thứ nhất là để hình thành một cái tính cách, một sự yêu thương động vật hơn. Chúng ta đi rửa mặt nha. Đi rửa mặt trước, xong rồi mới đi chơi. Thử coi, dễ lắm. Con Sáu biểu diễn bắt cho nó con coi một cái, để con biết cách con bắt đi. Wow. Wow. Wow, quá dữ. Wow, bộ câu. Rồi câu coi. Coi chừng nó mổ không vậy? Cặp hai giờ có ba cặp cánh nè. Giống con đại bàng không hả? Vui quá, vui. Rồi cái đầu. Cái đầu. Đó. Thả nó ha. Thả nó ha, bà bắt con. Con muốn bắt thử con bồ câu gà. Bồ câu gà nó bự quá ha. Con kêu bồ câu lại mâm mâm đi. Con kêu bồ câu lại mâm mâm đi. Đó, con kêu bồ câu. Con kêu bồ câu lại mâm mâm nè. Dơ. Đó. Dạ, đợi nó gần chút xíu nè. Chụp. Ghê quá. Ghê quá con gà. Ê, gà có gì đâu mà sợ. Ghê quá. Bồ câu giờ khì giờ bắt không được trời. Còn con nào dễ bắt hơn không sao? Chỉ con nào dễ bắt đi. Rồi chịu dẫn ra bên kia bắt. Dạ, con gì phải sao? Rồi coi chịu ra mới biết à. Con này rất dễ bắt hơn hả, phải sao? Con bự ha, phải sao ha? Bự dữ lắm à. Dạ, được rồi. Con này rất dễ bắt hơn hả, phải sao? Ở trong đó là gà hay là mấy con công vậy? Lắc. Gà ơi, gà ơi. Ông Tâm kêu đi con, ông Tâm kêu gà kêu đi con. Hai chị con bắt được chưa?
Dạ chưa, trời ơi mấy con gà này khó bắt quá cô. Để cô cho nó lùa hoài, cho nó ăn mà nó không chịu ăn. Hình như nó sợ người lạ. Rồi dí qua bắt phải không? Dạ. Này bà bắt con gà này nha. Yên tâm coi kìa, quá trời gà luôn. Dí vô lưới này dễ bắt nó lắm nè. Dạ. Đó đó, vô đó đó. Đã bắt được con gà rồi. Ủa, sao cô bắt được ai vậy? Trời ơi, tại bữa nay nó lạ đó. Chứ cô cho ăn nó ghĩa tay cô luôn á. Vậy hả cô? Ừ. Trời ơi vui quá. Bà Phá đã bắt được con gà rồi. Cảm ơn cô. Không có cô là bắt không được con gà này rồi. Mình xách con gà này về, rồi mình làm cháo ăn nha, Hồng Tâm. Wow. Yeah. Có con gà rồi nè Hồng Tâm. Hồng Tâm ơi, Hồng Tâm có sợ không? Ừ? Đi. Cuối cùng bà Bá đã bắt được con gà rồi. Đi, bây giờ chúng ta về nha. Đi ăn con gà này thôi. Ủa anh bắt hay là trợ giúp của ai vậy? Anh bắt á. Thôi em nghe quá. Sao anh bắt được? Ủa Hồng Tâm sao bắt được? Hả? Bà Bá để cái gỗ cho Hồng Tâm ngồi ở trong đó. Xong rồi cuối cùng bỏ Hồng Tâm ra ngoài lấy cái gỗ chụp con gà lại. Ủa sao ác quá vậy? Vậy Hồng Tâm với gà như nhau. Trời ơi. Thôi giờ anh giữ Hồng Tâm em làm gà đi. Thôi em không có biết làm mà bà làm. Anh không biết làm. Không, em không có biết làm. Vậy giờ ai làm? Xem sập đi. Không. Xem sập đi. Không, em vô tắm cho Hồng Tâm. Nãy giờ ba cho Hồng Tâm chơi với chuồng gà phải không? Thôi. Vậy anh làm nha. Cẩn thận củi lửa nha. Không có sao hết. Anh phải làm được tất cả. Wow, ghê quá. Rồi mình đi vô. Ba ghê quá. Á chú. Con đi vô thôi. Bây giờ xử lý con gà này sao ta? Con đầu tiên mà chú Nghiệp xử con đó nha. Về rồi. Áp. Trời ơi. Bây giờ chắc giả bộ cho nó sổng đi đi. Ghê quá. Tội nghiệp quá. Nghiệp không dám mặc một cái lông cổ của nó. Bởi vì Nghiệp cứ nghĩ là mình bứt cái lông của mình thôi mình còn đau nữa, làm sao mà bứt cái lông con gà được. Dùng hết sức của mình để mà bứt nó mà phải xin lỗi nó nữa. Cho nên là Nghiệp nghĩ rằng cái điều đó là cái điều mà chắc không bao giờ Nghiệp quên đâu. Nàng công chúa giống nàng Bạch Tuyết không? À, cái này biết. Đúng rồi, dương miệng nè. Cái này là dương miệng nè. À, Candy có biết nàng Bạch Tuyết không? Không. Wow, được rồi. Hôm nay ta sẽ kể cho Candy nghe câu chuyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùng. Candy đâu rồi? Ê, đi đâu vậy? Nè, chuẩn bị coi nàng Bạch Tuyết xuất hiện nè. Nghe đây. Leo lên đi. Rồi. Ngày xưa tại một vương quốc nọ, có một hoàng hậu đang mang thai. Hãy là một hôm bà đang may đồ, bỗng nhiên cây kim mới chích. Cây kim mới chích vào tay của bà. Bà la ui da. Thế là giọt máu lên đây. Bây giờ nè. Bây giờ ba sẽ kể chuyện cho Candy bằng cách khác nha. Ba sẽ cho Candy cái cỏ này. Yeah. Đúng rồi. Khu vực này của Candy nha. Khu vực này của ba. Rồi, xét đi. Yeah.
đi xoay hai tay luôn hả? Dữ vậy? Ờ, tôi sơn một tay thôi. Sơn hai tay rất là khó. Khó. Khó và thậm chí hả? Mình sơn không có đẹp. Sơn hai tay là phải không đẹp. Đúng rồi. Cái này. Nhau đây. Yeah. 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 Bây giờ nè, Candy muốn đóng vai nàng Bạch Tuyết hay đóng vai chú lùn? Đóng vai chú lùn. Cái gì? Candy đóng vai chú lùn hả? Rồi ai đóng vai nàng Bạch Tuyết? Ba. Trời. Nàng Bạch Tuyết là anh trai hay anh gái? Con trai. Trời. Candy sợ đúng không? Chứ Candy biết mà. Rồi. Bây giờ mình... Mẹ gọi ba ơi. Chứ ai? Dục ba là anh nè. Trời. Con vô con coi bếp, coi bếp xì thức. Vô coi đi, nhẹ nhẹ thôi nha. Nhẹ nhẹ thôi. Ôi, cái cây nè. Được xong cái cây rồi. Wow. Candy nó có thích không? À, Candy nó có thích không? Lần đầu tiên mà mình biết mình hồi hộp, không biết nó có được ổn biết không. Nhưng đây sẽ là một cái cách mà giúp cho bé có thể hiểu hơn về cái câu chuyện cổ tích, những câu chuyện cổ tích ngày xưa thời mà của cha mẹ rất là quen thuộc. Rồi. Chuyện nhà ba kêu, Bạch Tuyết là Bạch Tuyết xuất hiện nha. Bạch Tuyết ơi. Wow. Quay một vòng rồi, quay vòng cho ba. Ê, đừng, quay vòng. Ủa. Bây giờ, Candy sẽ diễn cái cảnh nào? Candy đi lạc ở trong rừng, Candy sợ sao? Có ai cứu không? Có ai cứu tôi không? Nhớ chưa? Candy ơi! Candy ơi! Ta đói bụng quá. Mẹ ơi, Candy đói bụng quá. Rồi, bỗng nhiên, nàng Bạch Tuyết nằm xuống. Ngáy. Ủa, quên, nàng Bạch Tuyết không có ngáy. Ngủ đi. Bỗng nhiên có bạn thỏ tới. Nàng Bạch Tuyết ơi. À, sao vậy? Nàng Bạch Tuyết ơi, nàng bị sao vậy? Đói bụng. Được rồi, nàng hãy đi thẳng về phía trước. Phía trước sẽ có một ngôi nhà cho nàng nha. Có ai ở nhà không? Cho tôi tạm một đêm được không? Rồi, được, mở cửa đi vô đi. Bạch Tuyết vô nè nha, nhìn thấy xung quanh. Ôi, toàn là đồ nhỏ xíu ha. Thế là Bạch Tuyết mới lấy đồ ăn trên bàn ăn đi. Lấy đồ ăn trên bàn ăn đi, ăn. Cọc cọc cọc. Hình như Ê nè, hình như là nhà này có ai trong nhà mình phải ta? Không đâu. Rồi không cài, rồi đi vô đi. Con nói chuyện chú lùn đi, nói chuyện chú lùn đi. Chú lùn nhìn thấy Bạch Tuyết vô nhà lấy đồ ăn rồi ngủ trên giường của chú lùn, cho nên chú lùn khóc đúng không? Chú lùn ăn cái gì chứ? Đây, Bạch Tuyết sẽ cho chú lùn cái bánh. Rồi, lại nói chú lùn ơi. Chú lùn ơi. Chú lùn ăn. Ừ, đúng rồi. Hả? Khi mà thức dậy đó là 7 anh em tụi tôi sẽ đi làm. Tụi tôi sẽ đi vô rừng sâu. Nàng Bạch Tuyết ở nhà coi chừng nhà giùm cho tụi tôi nghe. Nhớ người lạ tới làm sao? Mình có cho vô nhà không? Không. Đúng rồi. Người lạ cho đồ ăn, mình có được ăn không? Không. Thôi ta đi làm đây. Tùm tùm. Ha 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 ha.
Ôi, như vậy là nàng Bạch Tuyết đã bị tiêu diệt rồi. Trên cõi đời này sẽ không có ai được nhan sắc như ta. Anh ơi, dạ. Im lặng. Ta. Này, gương thần ơi. Gương thần ơi. Ba ba kìa, cho con ơi. Đó, gì kì vậy? Phù thủy ta đang làm phép đi nha. Đi đường kia nha. Thôi là em bị phù thủy ăn thịt đó. Đi đường kia. Gương thần ơi. Gương kia ngự ở trên tường. Thế gian ai đẹp nhất dường như ta. Gương kia ta trả lời rằng thế gian đẹp nhất có nàng Bạch Tuyết. À. Như vậy chắc chắn nàng Bạch Tuyết vẫn còn sống. Anh nói là Bạch Tuyết vậy. Được rồi. Và bây giờ thần Google Maps đã trả lời cho ta biết nàng Bạch Tuyết đang ở đây. Xin chào. Xin chào. Nàng tên gì vậy? À, đang là Bạch Tuyết hả? Không phải Bạch Tuyết đáo đâu. Không phải Bạch Tuyết đáo đâu. Chú Mạc. Rồi, nàng Bạch Tuyết ơi. Nàng Bạch Tuyết đang làm gì vậy? Đốc cảnh chùa. Nàng Bạch Tuyết cho tôi đi vô nhà tôi ngủ được không? Không, chậm lắm à. Ờ, tôi đi đường xa tôi mệt quá à. Nàng Bạch Tuyết ơi, nàng Bạch Tuyết cho tôi vô nhà được không? Không, chậm lắm đó nè. Bạch Tuyết, nàng thật là dễ thương, có thể cho ta nựng một cái được không? Không. Không có cho tôi nựng luôn hả? Ê, không được đi ra là mình bị bắt ăn thịt, đi vô đi. Nàng Bạch Tuyết, ở trong nhà này với ai vậy? Chú Lùng. Wow, vậy hả? Ủa, rồi bảy chú Lùng đâu rồi? Đi làm rồi. Ta có một món quà này ta cho nàng, nàng có thích không? Không. Này là trái gì? Trái táo. Trái táo tên tiếng Anh gọi là gì? Apple. Đúng rồi. Đây là trái táo, ngon lắm à. Ăn vô, nàng mà tiếp đã đẹp rồi. Nàng mà tiếp sẽ còn đẹp hơn nữa. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Rồi nằm tiếng xỉu đi xỉu. Nhắm mắt lại. Rồi xỉu rồi, nằm tiếng xỉu. Như vậy nàng Bạch Tuyết đã bị ta cho ăn trái táo độc rồi. Từ nay nàng Bạch Tuyết sẽ không còn trên đời này nữa. Và ta sẽ giật giải hoa hậu thế giới. Ha 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 ha. Trời tối ngá nhem. Chú Lùng đã về. Ôi, trời ơi, ăn ngoài đi, ăn ngủ. Chú Lùn nhìn thấy Bạch Tuyết, chú Lùn buồn quá, chú Lùn khóc. Nàng Bạch Tuyết ơi, ê, nằm xuống. Ôi, thật là tội nghiệp. Rồi, nè chú Lùn, cho bánh nè, nè cho cái bánh nè. Nè ăn đi, rồi diễn nha, rồi nằm xuống đi, thôi tôi đòi cái bánh ra hả. Nằm xuống lại lên. Rồi, coi như xỉu rồi nha. Thật là tội nghiệp. Ta đã dặn nàng Bạch Tuyết bao nhiêu lần rồi. Ta đã nói nàng Bạch Tuyết không được cho ai vào nhà. Không được, à nằm xuống. Không được tiếp xúc với ai. À nằm xuống. Và nhất là khi mà người lạ cho đồ ăn thì không được ăn. Tại sao nàng Bạch Tuyết lại ăn vậy hả? Người đã hại Bạch Tuyết đó chính là mụ phù thủy. Ê, nằm xuống đi. Trời ơi, chú Lùng giờ ăn không à? Quay lại. Em xịt cái bánh. Này, ta với chú Lùng sẽ quyết chiến nha. Cầm đi. Nằm lại đi. Hey, chú Lùng đã chiến thắng mụ phù thủy. Nó đâu ạ? Rồi, từ xa một hoàng tử xuất hiện. Chú Lùng ơi. À, thì ra chính chú Lùng là người đã cứu cho
đã cứu nàng Bạch Tuyết đúng không? Cảm ơn chú Lùng nha, cảm ơn chú Lùng. Con nằm xuống đi, gọi một chút nữa mới tỉnh nha, nằm đi. Ôi, thật là tội nghiệp nàng Bạch Tuyết. Ta sẽ đưa nàng về vương quốc của ta nha. À, thế là hãy leo lên ngựa, đi với ta nè. Thế là hoàng tử đưa xác của nàng Bạch Tuyết về vương quốc. Trên đường đi, ngựa chạy nhanh quá và dấp một cục đá. Thế là hột táo ở trong miệng của nàng Bạch Tuyết văng ra. Nàng Bạch Tuyết tỉnh dậy. Du gia. Ô, mở mắt ra nhìn xung quanh. Nhìn. Ô đẹp quá. Ôi, ta đã tỉnh lại rồi. Nói. Ta đã tỉnh lại. Quay qua. Cảm ơn hoàng tử đi. Cảm ơn hoàng tử. Không có gì. Nàng Bạch Tuyết ơi, ta có thể ôm nàng được không? Từ đó, hoàng tử dẫn nàng Bạch Tuyết nắm tay. Hai người đi tung tăng về vương quốc. Đi. Rồi, tới vương quốc rồi. Bây giờ, nàng Bạch Tuyết và hoàng tử đứng kế bên nhau chụp tấm hình đi. Hai người cười đi. Cười. Mimi ơi, phần của Miu đẹp không? Muốn chơi không? Muốn à? Mimi sẽ làm cái nhà cho Mimi nha. Rồi, Mimi thích nhà cái gì? Mimi thích cái nhà kiểu gì? Lâu đài. Hả? Lâu đài luôn á? Mimi nó có lâu đài mà. Phải không? Chà, cái này khổ ba rồi. Thế bây giờ đó, đây là mình sẽ làm cho Mimi một cái nhà nha. Thứ nhất là mình sẽ làm cái mái nhà cho Mimi nha, được không? Được, lớn luôn. Cô lên đó. Rồi, cái cửa này á, xong cho bạn Mimi vô, xong mình sẽ đóng cửa lại. Ok? Được chưa? Mimi vô nhà. Giờ bên này cũng muốn làm cái cửa sổ lớn vậy không? Chúng Mimi lỡ bị mới lạnh lần hậu Mimi bị trúng gió ấy. À vậy hả, làm cửa sổ nhỏ nhỏ lại hả? Hiểu rồi. Rồi con lấy cho ba miếng này đi. Yeah, thấy cửa sổ chưa? Đây là cửa hình vuông. Hình vuông rồi, đúng rồi. Nói cho Mimi cho một cái thui á. Hả? Cho Mimi người thuốc bồn cào á, thằng nhỏ. Vậy luôn á hả? Làm cho bồn cào cho Mimi thuốc. Để ba làm xong rồi nha. Nên là ba làm bồn cào cho nha. Con muốn. Bây giờ mình cần là một cái khay đồ ăn với một cái đồ uống đựng nước cho Mimi uống nước. Vô trong đồ chơi con thử có cái nào mà bỏ đựng đồ ăn đồ uống cho Mimi được không? Xong rồi. Tiên tiền. Này con lấy cái này nè, bỏ vô trong cái khay đi. Đúng rồi, con để vô trong này. Cho Mimi được không? Rồi, con mở cửa vô cho Mimi đi. Nhưng con phải mở cửa đây thôi. Rồi, cửa cho Mimi ra đi. Thế ơi, Mimi thúi. Con dọn đi. Xếp ra cho bồn cầu cho Mimi ơi. Ok. Tưởng con quên rồi. Rồi, chờ xíu qua làm bồn cầu cho Mimi nè. Mẹ ơi, đồ chơi nè, đồ ăn nè, cái nước nè. Mimi nó ok rồi á. Vậy hả? Rồi. Bồn cầu của Mimi. Được chưa? Nhưng phải có cái lỗ đã. Có cái lỗ đó hả? Rồi, cho Mimi vô đi. Dạ.
Bỏ vô đây. Nè nè, đi cửa chính vô chứ. Rồi đóng cửa lại. Đó. Có vẻ Mimi thích nè. Đó, Mimi làm á chơi với bạn gì? Ba ơi, có một lần nhà bự. Nhà bự. Cho ai ở? Ba Mio. Ba với Mio ở. Thế thì bây giờ mình sẽ làm một cái nhà cho Mio ở nha. Ok. Dạ. Hả? Mimi chạy nó mất rồi. Chim à, con chim ơi à. Ê Mimi ơi. Ê Mimi à. Hả? Con kiếm nó lâu rồi trong đó. Không, con không biết ở đâu. Ê Mimi ơi. Ê Mimi à. Không có. Tại sao nó chạy như vậy? Sao đi nó đi vậy? Bà ơi. Ơi. Con Mimi đang làm gì vậy? Nó buồn đó, con không chịu nói chuyện với nó buồn, nó đi chơi đó. Khó chứng xe xe. Mi ơi, con gà nó ra ngoài rồi nè. Con không chịu nói chuyện với nó buồn, nó đi chơi đó. Con gà ơi, đợi đi nữa nghe. Lại bị là con bị chảy máu nha con gà. Nghe. Thế Vương thấy là nếu mà gia đình có điều kiện thì chúng ta sẽ cho bé tự nuôi một con vật trong nhà để tiếp xúc với những con vật nhiều hơn. Và sẽ cho bé có một cái nhìn toàn diện, một cái sự yêu thương từ một con vật cho tới sau này với xã hội. Mi ơi, thấy nhà của Mimi đẹp không? Đẹp, nhà của con đẹp hơn. Trứng hả? Không phải trứng, bóng đèn. Bóng đèn đẹp chứ. Bây giờ nha, Mi ơi, vô lấy mền đi, vô lấy gối đi, ra đây nằm ngủ nè. Con hát nè. A B C D E F G S H I J K M I P Q R S T U V W X Y Z. Now I know A B C. Now I want you to help me. Qua cái vườn trái cây bên đây nè, cái vườn cam ở bên đây nè em. Không có xịt thuốc nè, không có sợ mình ăn bị cái gì hết á. Mình rất là thích mấy cái chỗ này, với lại mình cho Hùng Tâm nó đi nhẹ, nó trải nghiệm. Cam không rồi con? Quá xe cam luôn á. Cẩn thận. Cẩn thận nha. Ôi, vượt qua đây nè. Sao mình quẹo qua bên đây? Kéo con dao đây em cầm cho. Cái gỗ này hả? Cái gỗ này hái Hùng Tâm như này chứ. Bà cho Hùng Tâm rồi. Rồi. Trời ơi, cái rổ của tôi đi hái cam đó bạn Hùng Tâm à. Up. Tên. Rồi, mình đi hái cam đi. Đâu? Cái trái nào ba? Quá, wow, cái này mềm xèo à ba? Chín chưa? Chín, mềm là chín. Cá. Có trái cam rồi. Wow, Hùng Tâm. Wow, sướng quá hả? Wow, cái trái cam này nặng quá. Nặng quá trái cam Hùng Tâm. Trái cam này. Up. Trái cam này phải ngồi xuống đây thôi. Còn gì trong đây nè Hùng Tâm?
Ô nè, em nói con này là con cánh cam này đúng không? Con nhỏ nhỏ này nè, phải không? Con này hả? Hình như vậy hay sao? Nó trong vườn cam thì nó phải là con cánh cam chứ. Trong vườn cam thì là con cánh cam. Ô, con này là con cánh cam nè, tầm thấy không nè, con nhỏ nhỏ nè. Phải không? Phải không ba? Con này con cánh cam con. Con nhỏ xíu à, nè, có cái bạn này bằng bò. Quá đẹp luôn nè, con này đẹp không? Cái này người ta kêu là cam năm roi hả ta? Hả? Không bao giờ có cam năm roi hết anh. Vậy là cam chỉ gì? Có bưởi năm roi thôi. Còn cam gì? Cam này có vẻ là cam sành. Không phải. Cam sành, nó sần sùi gì là cam sành á. Nó cam da vàng hay là da đỏ gì đó. Cam da vàng gì đâu. Ủa cam da vàng thì cái da nó phải màu vàng thì ba mới gọi vậy chứ. Đấy, cam này màu vàng nè. Hùng Tâm ở đây là cam sành nha con. Mà má giữ cái rổ cam này đi. Để hai cha con chỗ tay hái cho. Ủa trái này bự nè, mà không biết nó chín không? Em coi thử coi nó mềm chưa. Nó cứng ngắt rồi anh. À chua hả? À chua thích cái này nè. Ông Tâm ơi, có trái này bự lắm nè con. Yeah. Ông Tâm ơi. Ông Tâm ơi, có trái này bự lắm nè con. Rồi, con bước xuống nha. Rồi, rồi con bước rồi, xuống. Rồi, con bước đi. Bước mạnh lên. Ôi, giỏi quá. Giỏi quá. Này, nó đen đỉnh á. Thôi bác cắt thử trái nha, cả nhà ăn nha. Wow. Cam bao ăn đi. Bao ngọt đi. Dạ. Chua quá. Nữa không? Nữa không? Ủa chua mà vẫn ăn nữa. Chua mà con vẫn ăn nữa sao? Quá ngon. Wow, wow, cạp 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 luôn. Đụng mình, đụng mình. Nó chua lắm. Trời ơi. Cho bà má ăn với Hùng Tâm. Ủa sao hai cha con kỳ quá vậy? Để tôi ngồi đứng chờ mà không thấy miếng nào trong miệng hết trời. Bà nhét vô coi cái miệng luôn, bỏ nguyên cái luôn. Bà thấy nước chảy tùm lum chưa? Giống như máy ép nước trái cây thôi mà. Ha, cho mà má với. Mầm mầm mầm. Ai, trái này mềm nè. Thôi, ở bên đây chắc hết rồi. Hình như bên kia trái vàng quá trời kìa anh. Thôi để anh qua bởi anh hái. Thấy vậy thôi chứ con qua sao qua được. Kìa có cái thuyền kìa. Kìa có cái thuyền kìa. Anh đi thuyền. Anh đi được mà. Tưởng tượng á. Được chứ, anh làm siết mà. Thôi. Anh ngồi trên đó rồi để cho nó tự trôi à. Có bà ba con kìa. Cái này giống tay du ký gì thôi. Ê cái này có vẻ nguy hiểm hả? Cùng lắm là mình bơi thôi cho mát, trời cũng đang nóng á bà ba. Nó sập không ta? Qua coi bà bá kìa. Rồi sao? Anh đi bằng niềm tin. Ba để. Wow. Quá dữ. Em nghĩ tới trưa anh cũng không hái được quả nào mà đứng tại trận quá. Ôi. Xong rồi khỏi ai cứu anh được á. Anh đi đừng có xa quá. Không có xa. Qua bên đâu vậy? Qua bên đây nè là tới rồi. Cô vũ cho bà bá là bà bá trước mặt con nè. Đó là anh gì kìa. Oh.
họ. Chiêu Cà Mau. Ủa anh đang ở Vĩnh Long. Chiêu Cà Mau. À hồ, Hồ Chí Minh. Thôi không có liên quan bà. Ba họ ra ra khỏi khung trời âm nhạc. Hồ, gia đình hùng tâm xuống đất Tam Bình. Chúa Sáu cho bao nhiêu là cam ngon á. Hò bà bá cẩn thận kéo chèo đi tùm lum mà không tới đón ơi bà bá ơi, cẩn thận cả rổ cam nó ụp xuống dưới sông. Trời ơi hò gì mà hò lâu quá mà bà bá chưa lên được bờ, mà má giờ Hùng Tâm thèm cam quá mà chẳng có để ăn. Hùng Tâm nhìn bà bá giống vật thể lạ vậy đó con. Họ ơi, họ cảm á, à, đầy rổ quá, oh yeah. Đi vô cái vườn cam đó, cái việc mà mình nhớ nhiều nhất là được hái những cái trái cam. Và điều thú vị hơn nữa là Nghiệp được tự lần đầu tiên chèo cái chiếc thuyền nhỏ như vậy mà có thể nói là chưa bao giờ mình chèo thuyền mà mình giỏi như vậy, mình cảm thấy mình phục mình. Ủa đúng mà. Tại sao lại làm ủa quên con đâu làm nữa, mình xin lỗi. Thì khi quẹt quẹt vậy đó mà thành Picasso đó con. Đừng đúng rồi. Ồ, bắp nè. Bắp, con lì đúng không? Ừ. À, ôi, ở dưới ba con tôm là dễ ép. Chưa dính là dễ gì.